Ngày 24 tháng 8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giam Nguyễn Thành Tuấn, 27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, để điều tra làm rõ cái chết bất thường của bé trai 2 tuổi. Trước đó, tối ngày 21 tháng 8, Tuấn ở nhà trong bé trai là con riêng của chị Ít, người sống chung với Tuấn tại nhà riêng ở ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Đến tối cùng ngày, Tuấn bế bé chạy lên chỗ làm, cách nhà 100m và nói con ọc sữa nên mọi người cùng nhau sơ cứu cho cháu bé. Thấy bé tím tái nên chị Ít và Tuấn đưa đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong tại phòng khám. Trước cái chết bất thường, người dân đã trình báo công an. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực ở vùng đầu và bụng. Tuấn khai nhận sau khi cho uống sữa có đánh bé vì bé nghịch ngợm.